Ở đây chúng ta sẽ phát hiện cái dấu hiệu của chúng ta đó, nó chính là O2N có hai oxy và một nitơ nè. Như vậy nó sẽ là cái muối amoni mà dạng một đó, dạng một mình tôi còn đã chép đó ha. Nó sẽ là cái dạng một, có nghĩa là muối amoni được tạo ra từ một axit hữu cơ, và các và amonia hoặc amin, đúng không? Rồi khí này sinh ra nặng hơn không khí này, thì các bạn lưu ý là cái khí của chúng ta nhé, một cái hợp chất hữu cơ ít mà sinh ra khí hóa xanh quỷ tím ẩm, khí mà hóa xanh quỷ tím ẩm nha, thì nó chỉ có 5 cái chất khí như sau. Đó là khí amoniac này, còn với amin ấy thì chúng ta có cái amin như là metin amin là chất khí nè, etin amin nè, dimetin amin nè, và trimetin amin. Đó là bốn, hoặc có thể là năm chất khí. Nhưng bây giờ đề bài nói là chất khí này nặng hơn không khí. Không khí của mình là M lớn là 29 đúng không? 29. Mà nặng hơn không khí thì cái NH3 này chúng ta sẽ phải loại đi. Nó không thể nặng hơn không khí được, là M lớn có 17 thôi. Ha. Như vậy là chất khí còn lại sẽ là những cái chất khí này. À, chất khí này. Khi mà cái dạng một á, mà nếu cái chất đều no và hở, thấy không? Thì cái K mà tụi con bấm ra đó nó sẽ là bằng không. Tuy nhiên cái bài này nè, với công thức này thì các bạn bấm K thì nó bằng bao nhiêu? K bằng cái gì? K bằng 2 lần số carbon này cộng 2 nè cộng số nitơ này trừ hydro và chia đôi, thì nó ra bao nhiêu nè? Thay vào 2 nhân cho 4 cộng 2 cộng nitơ là 1 này, trừ cho H là 9 nè và chia cho 2, thì cái này á nó sẽ bằng 1, vậy suy ra nó sẽ phải có một nối đôi. Khi có một nối đôi á là cái K này sẽ xuất hiện một pi ha. Ở đây là rất là rõ ràng luôn, đề bài nó là cho một cái dự kiện nữa, đây là cho một cái dự kiện ở đây là Z có khả năng làm mất màu nước brom, dung dịch Z này nè có khả năng làm mất màu nước brom, có nghĩa là trong cái dung dịch Z của chúng ta nó phải có nối đôi, được chưa? Và thì hình dung như vậy, chúng ta sẽ ghi vậy là công thức của chúng ta sẽ là tối thiểu là cái gì, phải là cái gì? Thứ vì đây là một cái axit hữu cơ và có nối đôi ở bên này để tạo ra cái dung dịch nè, nè thì axit có nối đôi nhỏ nhất đó là axit này, axit acrylic đó. Và khi này nó đã cho đi H cộng rồi thì biến thành dấu trừ nè. Bên này là ghép một cái amin vào, amin nó lẽ ra là phải là NH2 nhưng bây giờ khi nó nhận một H cộng rồi thì nó biến thành NH3 đây đó, đây gọi là muối amoni. Và đếm xem 1 2 3 4 C đúng không, 4 carbon rồi đúng, H9 là O2 một N thì khi cộng với NaOH thì chúng ta sẽ thu được muối nè. Rồi cái OH trừ ha, khi mà nó gắn vào cái gốc dương này nè, OH mà gắn vào nitơ mang điện tích dương thì nó không bền, nó tách ra một nước. Đó, ok hiểu ha. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta bấm M lớn của cái chất này, M lớn của cái chất này là bao nhiêu nè? M lớn của C4H9, M lớn C4H9O2N 103 không, không phải 103 không? Một trăm lẻ ba, bấm từ cái C4H9NO2 ấy. Rồi đề bài cho chúng ta 15,45 gram, 15,45 chia cho M lớn 0,15, 0,15 mol chất này. Và yêu cầu cô cạn dung dịch sa phấn thu được bao nhiêu gam rắn? Muối, muối là rắn này. 15. Rồi, như vậy là M muối chúng ta có ha. Bằng 0,15 nhân cho M lớn. 94. Mười bốn phẩy một gam.
Rồi, đáp án C. Có hiểu không? Dư hiểu không? Hiểu. Hiểu. Quan trọng là mình nhìn được cái dạng của nó ha. Nhìn được cái dạng của nó. Trong cái bài này là K bằng 1. Nhưng tuy nhiên dấu hiệu mà chúng ta sẽ nhìn ở đây chính là cái dấu hiệu ban đầu. Đó là NO2 này. O2 một N ha. Cái công thức của chúng ta là CXHIONO2 một N đó. Là dấu hiệu là cái O2 một N. Thì nó là muối amoni dạng 1. Muối amoni là tạo thành bởi này axit hữu cơ khi ghép với NH3. Em thể lấy ví dụ một cái axit hữu cơ như là CH3COOH đó, khi mà ghép với NH3 để tạo được cái muối như vậy, axit cho đi H cộng thành CH3COO trừ, NH3 nhận mang một dấu cộng, thêm một H cộng mang một dấu cộng là vậy đó. Hoặc là cái muối này được tạo bởi axit hữu cơ, ha, với một cái amin, thì amin có thể là những cái amin này này đấy, những cái khí. Thì đây chúng ta viết một ví dụ đây, ví như CH3 này, COOH chẳng hạn, cộng với metin amin CH3NH2 đi đó, vậy thì amin á nó cũng nhận được H cộng bình thường này đó để tạo ra đây, thì cái này là còn CH3COO trừ nè, amin nhận một H cộng thành NH3 mang dấu cộng, và hai cái này sẽ hút nhau, dương âm hút nhau tạo muối amoni đang liên kết ion. Mình anh hiểu không? Dạ có thầy. Bạn có thể ghi vào ha, ghi bài giải vào. Rồi có hỏi gì ở câu số 1 không? Các bạn thật chắc vào cho thầy nha. Đây là muối amoni dạng 1. À, dạng 1 là cũng dạng khá là đơn giản thôi, nhìn rất là dễ. Đó là NO2. Dấu hiệu của mình là O2 một N nha. Là muối amoni được tạo bởi axit hữu cơ với NH3, hoặc là muối amoni được tạo bởi axit hữu cơ với amin. Đấy là những cái ví dụ như thế này. Nắm cho chắc vào nhé. Rồi xong nhé, thầy qua câu 2 nhé. Câu 2. Rồi. Đây, nhìn rất rõ luôn. Hỗn hợp hai khí đều hóa xanh quỷ tím ẩm. Các bạn nhìn ngay cái này dạng này. Đây, nó đây. Thì thấy O2 một N không? Dạng 1. Dạng 1, đây là vẫn là dạng 1 đây. À, đây là dạng 1 ha. Đây là nó dấu hiệu là O2 một N. Còn cái này thì trong cái bốn dạng của chúng ta nó không có, nhưng bạn thấy cái này sẽ là gấp đôi dạng 1 đúng không Dư? Dư. Dạng 1 là 1 nitơ 2 oxy, bên này qua 2 nitơ 4 oxy thì phải gấp đôi, nó vẫn là dạng 1 đúng không? Nó vẫn là dạng 1 nhưng mà axit của mình là axit 2 trước thôi. Đấy. Rồi, là axit 2 trước. Ok. Vậy thì mình sẽ bắt đầu với cái chất là C2. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái chất là C2H8 trước C2H8N2O4 nè. Tại vì chúng ta bắt trước này trước. Cái chất này là vẫn là dạng 1 nhưng mình thấy O4 có nghĩa là xuất phát từ một axit hai trước. Mà axit hai trước mình nhỏ nhất có phải là axit oxalic không? Một axit có hai nhóm trước này, hai axit. Và khi nó biến thành muối amoni rồi á thì cái này nó sẽ mất hiro đi, mất H cộng đi. Còn cái này thôi. Vậy chúng ta nhìn thấy là hai carbon đủ rồi. Vì ta ghép vào đây là ghép vào một gốc nó không có carbon. Mà gốc không có carbon mang điện tích dương thì chỉ có gốc NH4 thôi. Đúng không con? Minh Anh hiểu không con? Hiểu không nào? Hiểu không? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu Đấy. rồi. Thế các bạn đã đủ công thức là C2H8N2O4 luôn. Cái này cộng với 2 nào H.
Thì cái với cái phương trình này á thì chúng ta đã tạo ra một cái múi là COONA này, tất cả hai lần thầy ghi gọn ha. NH4 kết hợp với OH thì giải phóng khí NH3. Mà mình có hai gốc như vậy thì giải phóng hai khí NH3 và nước và hai nước ha. Ok. Vậy ở dưới này đã thu được khí NH3 rồi, nên tăng suy nghĩ thêm cái chất C2H7O2N. C2H7NO2. Thì cái chất này á nó sẽ có hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất nó tạo bởi một cái axit hữu cơ hai carbon. Vậy thì gốc N là NH4 cộng. Đó, và trường hợp thứ hai là thế này. Muối này tạo bởi axit hữu cơ là axit formic hợp với một cái amin. Methylamine, muối này này. Đó. Nhưng mà vì cái trường hợp trên là chúng ta sẽ phải loại, tại vì nếu mà trường hợp trên là mang cộng với NaOH ấy thì cái khí của chúng ta thu được cũng sẽ là khí NH3, không có thỏa cái trường hợp là thu được hỗn hợp hai khí. À, đúng không? Như vậy là với công thức là HCOO với công thức là C2H7NO2 thì với công thức của chất trên ta phải chọn cái chất là HCOO này. NH3 và CH3, cái muối này, đó, muối này. Thì nó mới khi mà cộng với NaOH ấy nó phải tạo ra một cái chất khí khác. Là HCONA ở đây cộng với OH trừ gắn vào đây này, OH trừ nó sẽ gắn vào đây nhé. Khi mà OH trừ gắn vào nitơ mang điện tích dương thì sẽ không bao giờ bền, nó sẽ tách ra một nước ha. Lẽ ra là thành NH3OH á, nhưng mà tách ra một nước thì thành NH2 thôi cộng với nước. Ok, vậy là xong rồi ha. Chúng ta đạt thôi, là số mol này là ít nè, muối là ít, khí là ít, mol của chất này là y ha, muối là y nè và khí này là 2 y. Ta giải hệ phương trình thôi con. Người ta cho 17,75 gram hỗn hợp, bạn bấm đi m lớn của các chất. Bảy mươi bảy ít cộng cho C2H8 8 cộng 28 cộng 64 124 y 17,75. Rồi, khối lượng muối, muối này và muối này đúng không? Muối trên là 68 x, muối ở dưới là 134 phải không? 67 × 2 134 y. Khối lượng muối thì bài cho là 20,9 này. Các bạn đấm ra x bằng y bằng. Xin lỗi các. Để bài cho cao H, để bài cho cao H thay kali. Thay K giúp thầy. Cho KOH ạ. Chứ phải nào H. Đây là muối kali. M lớn muối này bị sai. Không phẩy không năm. Rồi, như vậy chúng ta đã biết được hai khí rồi, methylamine có số mol là ít là 0,15, NH3 là 2y là 0,1 mol. Rồi, bây giờ m trung bình của khí này bằng tổng khối lượng của khí 0,15 nhân 31 nè, cộng cho 0,1 nhân 17 chia tổng số mol. Chia tổng số mol là được m trung bình. Rồi, để bài yêu cầu gì?
tỷ khối hơi so với hydro. D, cái đôi hỗn hợp này gọi là hỗn hợp Y đi ha. Y đi. Thì D của Y so với hydro nghĩa là bằng M trung bình đó của Y đó chia cho 2, các bạn thay vào là xong ha. Bấm ở trên xong thay vô. 0,15 nhân 31 cộng 0,1 nhân 17 cộng rồi bằng bằng rồi chia cho 0,25 chia tiếp cho 2 nữa. 12,7. Đáp án D ha. Ok. Rồi. Câu 3 như có vẻ là nó bị gì đó, nó bị chật chật. À đây. Thì với công thức là C6 đúng không? C6H4, C6H14 thì nó không có vấn đề gì ở đây. Tại vì sao nó không vấn đề gì ở cái này? Thì con thấy nè. NO2O4 là gấp đôi của dạng 1. Nó vẫn là dạng 1 thôi. Nhưng mà nó sẽ là gấp đôi của dạng 1. Gấp đôi dạng 1 có nghĩa là nó sẽ có hai cái chất Y này nè. Cái chất Y của chúng ta đó thì con thường nhìn là nó sẽ có cái kiểu là nó có hai nhóm axit nè. Dạng 1 thì chỉ có một nhóm axit thôi. Nhưng mà nó gấp đôi lên như vậy thì nó sẽ có hai nhóm axit sẽ gắn với hai cái điện tích dương ở bên này. Được gọi là gấp đôi của dạng 1 ha. Được chưa? Rồi. Còn chất X đó thì hơi bị thần bí một xíu. Nếu mà đúng vào dạng 1 á thì nó chỉ có một nitơ thôi phải không Dư? Đúng không con? Đúng không? N nếu nếu mà đúng của dạng 1 đó thì nó chỉ có một nitơ thôi chứ, đúng không? Dạ. Ừ, thì chúng ta sẽ hình dung như vậy nè. Đúng của dạng 1 phải không? Nếu mà đúng của cái dạng 1 là như vậy nè, một gốc âm nè. Rồi đây là NH3 mang một gốc dương nè. Đó. Là R phẩy đây là của một cái amin này. Vậy nó bị đột biến thêm một nitơ, có nghĩa là bên này nè, thay vì nó là axit thì ban đầu nó sẽ là một cái amino axit đó chứ. Con hiểu không? Nó sẽ là một amino acid. Một amino acid là R NH2 COOH nè. Thì khi đó cộng với một cái amin là R phẩy NH2 đi. Đó thì cái H cộng nè, từ acid cho qua đây thì chúng ta sẽ được cái muối này đó. Con hiểu không? Ừ? Hiểu nổi không? Được không Dư? Dạ được này. Được rồi, ok. Bây giờ dài. Câu chuyện dạy tiếp. Vậy thì cái chất là C3 C3H10O2O2 là mình dự đoán là một cái amino acid. Mà amino acid đó thì tối thiểu của nó phải có hai carbon rồi. Tối thiểu là phải có hai carbon. COOH đúng không? Tối thiểu là hai carbon. Mà H thì mất đi thì âm này. Bên này gắn một cái amin thì amin này còn đúng có một carbon bên này thôi, là đây nè, đúng luôn. Đó, gắn cái amin như vậy. Cái amin của mình ở đây chính là CH3NH2 đó. Đó, kết hợp với glycine. Là cái này cộng với NaOH nè, các bạn sẽ thu được NaOH đúng không? Đó à. Thu được muối của gly nè. Thu được muối của glycine. Rồi. Còn cái ông OH trừ đây, ông gắn vào cái gốc này nè. Đó thì ông sẽ tạo ra metin sẽ tạo ra metin và nước. Ừ, được rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái amin này rồi đúng không? Rồi để lại nói chúng ta nó phải thu được hai amin đồng đẳng kế tiếp. Ồ, hai amin đồng đẳng kế tiếp thì mình biết amin tiếp theo rồi đúng không? Vậy suy ra amin thứ hai, amin còn lại à, kế tiếp của cái amin này này, vậy là amin C2H5 NH2 là amin kế tiếp của cái amin metinamin ở trên. Rồi như vậy bây giờ chúng ta mới quay lại cái chất là C6 ha, H16 này, N2O4 là muối dạng 1. Có nghĩa là có hai cái này. À, từ từ nhé, để chúng ta giải luôn đi.
Muối có tỷ khối hơi đó. Chúng ta giải số mol của hai amin luôn đi. Giải giải số mol của hai amin trước luôn đi. Đã bạn giải số mol của hai cái amin ra. Nhá. Vậy ta suy ra là hai amin của chúng ta có số mol này. Nó có CH3NH2 và amin thứ hai là C2H5NH2. Rồi, hai cái amin này á thì có tổng cái số mol để bài cho là 0,1,12 là 0,05 mol này. Và m trung bình của hai cái amin này thì bạn bấm đi. Ở tỷ khối hơi so với hydro là 21,1. 21,1 thì nó sẽ là nhân 2 lần lên là bao nhiêu nhỉ? 42,2 đúng không? 42,2. Rồi, bấm hệ phương trình, nếu đặt đây là x này là y đi. Bạn sẽ có hệ phương trình thế này. X cộng y là 0,05. Rồi, 31x cộng 45y bằng tổng số mol là 0,05 nhân m trung bình 42,2. Này bấm là x bằng y bằng. Không phẩy không một, không phẩy không bốn, rồi không phẩy không một, không phẩy bốn mon ha. Hiểu không con? Tụi con hiểu không? Ừ. Cái vấn đề bây giờ là chúng ta phải viết cái công thức của cái thằng y, thằng muối hai chất á, nó phải như thế nào đây ha, nó phải như thế nào? Ừ, à. Ít số mol mỗi khí rồi đấy, đúng chưa? Bây giờ cái công thức là C6, cái công thức mà C6 này, H16 này, N2O4 này, bây giờ phải xử lý cái ông này như thế nào đây? À, phải xử lý nó như thế nào? Thì nó có nhiều trường hợp lắm, ha, nó có nhiều trường hợp. Bây giờ các bạn, trường hợp thứ nhất nè, nó là tạo cái muối hai chất đúng không? Thì muối hai chất nhỏ nhất của chúng ta là cái muối như vậy, là muối axit như vậy. Bây giờ các bạn sẽ ghép ha. Ghép thì cái amin đầu tiên của chúng ta nó ra chỉ có C3, CH3 và CH5 thôi nhé. Và chúng ta sẽ là 6 carbon đúng không? 6 carbon thì các bạn còn lại đây 2 carbon rồi. Đây còn 2 carbon, đây còn 2 carbon. 2 carbon đúng không? 6 mà trừ đi 2 là còn 4 này. 6 đúng không? 6 trừ đi 2 carbon ở hai nhóm CO là còn 4 carbon đúng không? 4 thì các bạn đâu có thể chia 1,3 được, tại vì nếu mà 1,3 carbon thì nó xuất hiện một amin mới rồi, đúng không Dư? Đúng không con? Thì con có thể chia là có thể chia là 2,2 thôi đúng không? Mà 2,2 thì có phải là cái amin của chúng ta nó phải như thế này không? NH3 này. C2H5. Đó, NH3 C2H5. Nếu với cái công thức này thì khi mà cộng với NaOH ấy này thì chúng ta sẽ được cái muối của chúng ta là CONa này, COONa. Khí của chúng ta sẽ là 2 lần C2H5 NH2 cộng với 2 nước. Đúng chưa? Thì trường hợp này hai cái trường hợp này các bạn thay vô coi. Vậy với metinamin là 0,01 này, metinamin 0,01 thì nó chỉ tạo ra từ cái phương trình này thôi, các bạn tính được cái muối này không? Tính được đúng không? Đúng không? Rồi etinamin chỉ tạo ra từ cái phương trình này thôi, các bạn tính cái muối này được không? Được mà. Thì xem cộng lại có đúng cái khối lượng muối của chúng ta là 3,65 gram không? À, có thể nhắc trường hợp này ha, có đúng không? Có số mol rồi đấy, thay vào thôi nhé. Này. Vậy x của chúng ta là 0,01, các bạn thay đây 0,01 nè.
Đây là 0,02, 0,01. Amin của chúng ta là 0,04. Các bạn sẽ suy được cái này 0,04 đúng không? À, xin lỗi, 0,02 đúng không? Rồi bấm cái muối coi. Tổng khối lượng của hai cái muối này nè, có nó ra 3,65 không? Nào bấm nào lớp. Muối ở trên, cái muối này M lớn là 97 nè. Muối này là 134. Bấm xem. 0,01 nhân 97 rồi cộng cho 0,02 nhân 134. 3,65. Đúng luôn. Đúng cái khối lượng muối luôn rồi đúng không? Được không tụi em? Có hiểu không? Có hiểu không chưa? Dạ hiểu rồi. Ok, thì các bạn sẽ viết thế này. Với công thức là C6H16 thì các bạn sẽ có công thức là COO. Với hai chất acid đầu tiên thế này. NH3C2H5. NH3C2H5 cộng với 2 NaOH. Rồi. Đun lên thì cái muối là CONa 2 lần, viết gọn ha. Cộng với đây là 0,04, cái muối này là 0,02. Vậy ta thử lại đúng luôn. À, ta thử lại đúng luôn. Như vậy là M muối bằng 0,01 ở trên nhân cho 197 cộng ở dưới là, xin lỗi, nhân 97 cộng ở dưới là 0,02 nhân 134. Bạn bấm. Đúng là 3,65 gram như đề bài nói. Rồi, như vậy ta đã tìm được công thức cấu tạo đúng của hai cái chất rồi đấy. À, chúng ta tìm được công thức cấu tạo này đúng rồi này. Đúng không? Đây là công thức cấu tạo của cái chất đầu này. À, rồi. Còn đây còn là công thức cấu tạo của chất thứ hai này. Ok. Vậy là số mol có thì bạn suy thôi nhé. Đây số mol này. Suy bên này vẫn là 0,01. Đúng chưa? Còn số mol của ông này, là 0,02. Như vậy yêu cầu tầm tìm phần trăm khối lượng của X là chất đầu á trong hỗn hợp A. Thì bấm tiếp thôi, đúng không? Bạn bấm tiếp thôi. Đấy, phần trăm khối lượng của cái chất X có số mol là 0,01 nhân cho M lớn của nó bao nhiêu? C3H10N2O. 3 x 12 cộng 10 cộng 28 cộng 32 106. Bạn chia cho tổng khối lượng của hai chất. Không phải 0,01 nhân 106, còn ở dưới là 0,02, các bạn nhân cho nhiều nhỉ? Nhân 2 cộng 80. 80. Ok, bằng 22,75%. 22.75. Rồi, đáp án chúng ta chọn là câu C. Còn nếu mà cái trường hợp này chúng ta chọn mà ra không được thì sao? Thì con phải biến tấu công thức này, nghe chưa? Phải biến tấu công thức này đúng không con? Ừ. Rồi chúng ta phải biến nó thành một cái công thức khác, ví dụ như là bây giờ chúng ta bớt một carbon ở bên này để biến nó thành cái muối là NH3CH3 thôi. Nó còn sẽ trùng lại với cái amin của cái chất X. Mà khi đó một carbon á, chúng ta phải ném nó qua bên này này. Đây là CONH3CH5, hiểu không chứ? Phải biến tấu nó. Ừ. Thì khi này cộng với NaOH thì chúng ta sẽ thu được cái muối nó khác. Cái muối là CH2 này. CONa 2 lần. Còn amin chúng ta sẽ thu được hai amin luôn. CH3NH2 C2H5NH2. Đó, và vẫn là hai nước. À, thì chúng ta còn thu được một amin, hai amin, còn amin bên này thì nó trùng lại rồi, CH3NH2 trùng lại vẫn thu được hai amin, thì đáp án nó sẽ khác, được chưa? À, chúng ta thử trường hợp này thì cái muối này nó sẽ không đúng này, đúng không? Cái muối này nó tổng cái muối nó sẽ không đúng. Mà trường hợp này nó rất là khôn ngoan, nó như chúng ta sẽ không xét trường hợp này luôn, vì sao không biết không Dư? Dư không xét trường hợp này luôn, tại vì là cái số mol của metin amin con giải ra này
cái số mol của metinamin con dạy là nhiêu đây đúng không? Etinamin này đúng không? Y là 0,04 đúng không? Đúng chưa? Nếu mình thay vào đây 0,04 nè. Thì còn mà thay vào đây 0,04 thì cái số mol này nó bằng nhau, nó cũng sẽ 0,04 luôn đúng không? Và cái metinamin giờ này 0,04 cộng thêm cái amin ở trên nữa thì làm sao mà ra được 0,01 được đúng không? Thì đó là vô lý. Hiểu không? Ok đó, phải tinh tế mấy bài này thì các bạn phải xử lý nó chuẩn vào mới được nha. Rồi, xong nhé, thầy qua tiếp. Câu 4. Đây, câu 4 y chang luôn được không? Không có gì khác luôn. Easy. À, giống như câu trên, không có gì khác. Câu 4 con ha. Đây. C2H7O2N. C2H7O2N thì nhắc lại tiếp. Cái C2H7O2N là đúng dạng 1 luôn nè, đúng cái dạng 1 luôn. Đó, thì cái này rất là đơn giản thôi, nó sẽ có hai công thức thôi. Là CH3CONH4 và HCOONH3CH3. Còn hình dung nè, đó. Nhưng mà cái công thức ở trên này chúng ta sẽ loại, vì với cái công thức là muối NH4 ấy thì cái khí thu được là NH3 không có thỏa cái điều kiện là thu được hai amin. Đúng không? Hai này sao amin? Cái này mới thu được amin này, khi mà cộng với NaOH mới thu được amin là CH3NH2, đúng chưa? Đấy, thì với công thức là C2H7O2N C2H7O2N thì chúng ta chỉ nhận cái công thức là HCOO này NH3CH3 thôi. Và khi các bạn đã coi video dạng 1 rồi thì các bạn biết là cái muối này được tạo ra khi cho acid formic tác dụng với metinamin đúng không? Thì khi mà cộng với NaOH đây đã thu được cái muối như thế này. Cộng với OH trừ gắn vào nitơ mang điện tích dương đấy. Thì nó sẽ tách ra một hát, một nước, các bạn sẽ thu được khí metinamin đây. Rồi. Cộng với nước, đúng chưa? Rồi. Như vậy là amin đầu tiên chúng ta sẽ thu được là etinamin, mà đề bài nó là hai amin kế tiếp thì suy ra amin thứ hai. Amin còn lại sẽ là etinamin. Mới là kế tiếp. Mới là kế tiếp. Ok. Tiếp theo ở cái công thức là C4H12O2N thì các bạn thấy nó bị đột biến thêm một nitơ đúng không Dư? Đúng không con? Con thấy nó bị dôi ra một nitơ này. Thì như cái hợp luận này nói, khi mà dôi ra một nitơ thì các bạn hiểu là thay vì tôi có một axit để tạo muối amoni thì tôi sẽ có một cái amino acid nó tạo muối amoni. Đó là trường hợp đầu tiên mà dễ nhất chúng ta sẽ nghĩ tới. Vậy cái này nó phải tạo ra một cái amin thứ hai, chắc chắn là phải tạo ra amin thứ hai là thế này đúng không Dư? Đúng không con? Đúng rồi. Chắc chắn là tại thế này. Và chúng ta sẽ không phân vân gì ở cái Z này cả. Z này là công thức duy nhất luôn. Chắc chắn là Z này là công thức duy nhất luôn. Cái C4H12O2N2. Tại vì là ở bên đây nó phải chen vào cái gốc NH3C2H5 để nó tạo ra etinamin rồi. Nên ở đây bên này chỉ còn có một carbon này. Một carbon mà ứng với amino acid thì chỉ có nhỏ nhất này, là glycine rồi. Không thể chạy đâu được. Đó, thì rất là dễ. Các bạn thể nhìn ngay cái công thức cấu tạo của cái chất thứ hai đúng không? Và sau đó thì các bạn cộng với NaOH thôi, thế là xong rồi. À, muối amoni thì khi chúng ta nhìn được cái dạng của nó thì mọi chuyện nó rất là dễ rồi. Nhưng mà nói chung là nhìn dạng cũng không đơn giản các em. Phải cố gắng và luyện tập nhiều mới nhìn được. Rồi đó. Đây là bài cho muối ha. Muối thì mình giải thôi. Thì các bạn sẽ có đặt ít là mol của ông này đi. Đây là ít nè, ít là ít. Số này là y, muối là y. Amin là y luôn. Các bạn sẽ có giải hệ thôi nhé. Này, rồi, bấm M lớn của từng chất đi. Thì bài cho 9,42. C2O2N nằm ở lớn 77 ha. 77x. C4H12 4 x 12 cộng 12 cộng 32 cộng 28 120 à, các bạn phụ thể nhé.
120i bằng 9,42. Ngoài ra thì bài to tổng số mol hai khí, hai amin kế tiếp có tỷ khối so với heli là 9,5. Hai amin này đúng không? Hai amin này là metin amin, và etin amin. Này này mình nháp cái này, nó là ít mol và y mol tương ứng đúng không? Đấy. M trung bình của hai cái ông này thì bạn lấy 9,15 tỷ khối hơi đó, nhân cho 4 của heli là 36,6. Thì rất là đơn giản, các bạn sẽ có thế này: 31 nhân ít là khối lượng của metinamin, 45 nhân y là khối lượng của etinamin, thì nó bằng, đây là tổng khối lượng đúng không, bằng tổng số mol này đó, nhân cho 36,6 đó, tổng số mol nhân m trung bình là khối lượng hỗn hợp đó. Thì cái này bấm được xy thôi là xong, ít bằng y bằng, bấm ra 77 120, 9,42, 31, 45. Y từ từ khoan 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 31 trừ 36,6, 45 trừ 36,6, 0. Chuyển về luôn đấy, 0,06, 0,04. Rồi, xong rồi, tính muối đúng không? Muối, tính muối, tính khối lượng muối. Muối này. M muối ít là 0,06, m lớn của muối trên là 68, m lớn của muối dưới là 0,04 nhân cho 90, 97. 0,06 nhân 68 cộng 0,04 nhân 97, 7,96 gram. Ít. No, đâu có kêu tính muối đó đâu con. Nó đâu có kêu tính muối đó. Nó bảo là cho cái hỗn hợp hai cái chất trên tác dụng với HCl đúng không? Nó cho hỗn hợp hai chất trên tác dụng HCl là bực bao nhiêu gam muối? Sorry. Sau đó các bạn sẽ phải viết lại cái phản ứng đó. Rồi. Viết lại hai cái chất đó cho tác dụng với HCl. HCOO này, NH3, CH3 cộng với HCl thì đương nhiên rồi, axit hữu cơ là một axit yếu, HCl là axit mạnh, thì cái H nó sẽ thay thế vào đây là tạo axit. Muối của chúng ta sẽ là CH3NH3Cl, đó, đây là muối. Chúng ta đã giải được số mol này là 0,06 rồi ha. Đó. Chất thứ hai của chúng ta là CH2NH2 COO dấu trừ này, chỗ này là NH3 C2H5 cộng ở đây, thì khi tác dụng HCl cũng tương tự, nhưng có một điểm khác một chút, HCl cũng sẽ tấn công vào đây này, nhóm này, nhưng mà HCl cũng sẽ cộng luôn vào nhóm amino, vậy chúng ta sẽ có hai lần axit chỗ này, nên ta thu được CH2 NH3 CL muối đây, cái này là COOH vẫn là muối, còn cái này là C2H5 NH3Cl cũng là muối luôn. Đó, chúng ta có một muối. Và chúng ta nên bảo toàn khối lượng để chúng ta có được cái này này. Đó, 0,6. Cái này thì không phải là muối, muối của chúng ta là gồm cái đây. Đây, những cái này là muối nè. Đó, đây là muối. Đây là muối nha con. Đây là muối. Ừ. Số mol HCl chúng ta phải biết chứ, tại vì số mol này có rồi, 0,04 này. Thì HCl này là 0,08. Đúng chưa? Phải tổng HCl là 0,14 mol. Bảo toàn khối lượng, các bạn sẽ có là khối lượng hỗn hợp đầu là 9,42 cộng thêm cái HCl. HCl tổng hai lần là 0,14 nhân 36,5 bằng cái axit formic được tạo ra, cái này 0,06 nè. Nha, đúng không? Tổng axit này. Đó. Axit formic nhân ra 46 và cộng cho muối thôi. Đây các bạn bấm bảo toàn ra muối. Này, thông hiểu chỗ nào nói thầy nhá. 9,42 cộng
11,77. Đáp án B. Rồi, bạn cố gắng ha. Có hiểu không? Có hỏi thầy gì không? Không đúng không? Là không thì bạn chết đi nha. Đợi thầy một chút. Rồi, thầy dừng từ từ đó cho tụi con có thể ngắm được nha, hiểu nha. Và có thắc mắc gì thì nói. Và thầy ơi, em vẽ thêm được trường hợp này, trường hợp kia có được không? Ví dụ như vậy. À, muối amoni thì nó đa dạng nha, rất là đa dạng luôn. Nên là người ta nó mới đưa vào một cái câu gọi là câu phân loại chứ, đúng không? Vì nếu nó ý gì thì nó dễ quá thì nó làm gì nữa, đúng không? Ai cũng lụm được hết thì thầy đâu mất công thầy giải chi tiết từng từng link chia cho tụi em ha. Rồi bây giờ mình qua câu 5 nha tụi con. Huy ơi, ok không con? Huy Duy. Dạ, ok đúng không? Rồi, rất là hy vọng là các bạn sẽ làm được, hy vọng sẽ các bạn sẽ chiến đấu được câu này ha. Minh Anh ổn không con? Minh Anh ơi, ổn thầy. ổn đúng không? Ok rồi, thầy tiếp tục. Úi giời ơi, à cái này rất là nhẹ nhàng luôn, nhìn nhìn cái này là biết ngay nó vẫn là dạng một nhưng mà nó gấp đôi của dạng một đấy. Cái điều đầu tiên ta phải hình dung nhé, chúng ta sẽ luôn hình dung tới cái câu chuyện, tới cái câu chuyện là của bốn cái dạng mà các bạn vừa chép xong, thì yêu cầu các bạn chép chi tiết ra trong cái video. Còn cái này à, các bạn sẽ thấy này, O3N2, O3N2 thì trong bốn dạng của chúng ta thì có hai cái dạng O3N2 đúng không chứ? Các bạn nhìn lại coi, trong bốn dạng của chúng ta có phải hai, có hai dạng mà nó sẽ là O3N2 đúng không? Nhìn lại đi, đúng không? Dưới đâu rồi? Dạ. Có phải hai, có hai dạng O3N2 đúng không? Có hai dạng, trong bốn dạng chúng ta sẽ có hai dạng là O3N2. Do đó các bạn thầy mới bắt các bạn tính cái K ra nào, nó sẽ là 0 hay là -1. K bằng 2 lần carbon. K bằng 2 lần carbon này, cộng 2 này, cộng số nitơ này, trừ đi số H và chia đôi, các bạn cộng xem nó ra bao nhiêu? Bằng 0 hay là -1? 0 hay -1, nhanh. Bao nhiêu? -1. -1 đấy, nó ra -1 thì nó ra -1, K nó bằng -1 thì dự đoán ngay nó là gốc carbonat. Còn nếu mà nó ra không ấy, nếu mà nó ra không thì là dự đoán sẽ là gốc nitrat. Đấy. Bạn hiểu chưa? Dự đoán như vậy là nó sẽ là gốc carbonat nha. Ok. Còn cái chất đầu là hai lần của dạng 1, hai lần của dạng 1. Và ta xem có khí này. Tất nhiên rồi, không cần phải cho cái hỗn hợp, cho hỗn hợp khí này. Cho hỗn hợp khí này. Rồi lại cho một muối của axit đa chức, cho cái này làm gì? Mình thừa biết cái này là muối của axit đa chức rồi, đâu có cần nói nhiều lăn tăn ở chỗ này. Hỗn hợp khí chứa m gam các chất hữu cơ, giá trị của m là, rồi bây giờ chúng ta sẽ viết nháp thử cái C3. Ta viết đây luôn, ta có C3H10 O4N2 thì chúng ta sẽ có những trường hợp nào đây? Đấy. Thì trường hợp đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ có công thức như thế này. Bạn sẽ có công thức là COO này. Nếu mà axit hai chức thì hình dung đến ngay đến cái này. Đó. Rồi, được chưa? Và bây giờ nó chứa thêm muối amoni, các bạn phải nhét một thằng nitơ mang dấu dương vào đây. Dương này, đây, âm này. Vậy đây chỗ này sẽ một nitơ nữa thì các bạn sẽ có NH3 ở đây. Cộng này, và còn thiếu một carbon các bạn chêm cái CH3 vào đây. Đúng chưa? À, cái cộng này, cộng gắn với trừ đấy. Dương gắn với âm. Đó. Hoặc là với công thức này đấy, chúng ta cũng có thể có một cái công thức nữa, đó là muối của đa chức, nhưng mà muối này này. Muối này.
Và nếu mà muối này ấy, thì chúng ta chỉ ghép hai cái gốc amoni với nhau thôi, gốc NH4 thôi là đủ. Đó, bạn hình dung được nó có hai trường hợp như vậy. Với C3H10O4N2 là có hai trường hợp như vậy. Nha, hai trường hợp như vậy. Rồi. Còn với cái ông là CH8O3N2 mà mình đã dự đoán nó là muối carbonat rồi. Có nghĩa là có một gốc CO3 2 trừ ở đây rồi. Là mất một carbon rồi. À, mất một carbon. Mà bây giờ còn hai nitơ thì bắt buộc các bạn phải ghép một cái gốc amoni NH4 cộng dương ở đây. Đó, ghép với một gốc cộng là NH3 à, cộng ở đây và nó có một carbon thôi à? Ôi một carbon thì đơn giản quá, một carbon thì các bạn thì ghép ở đây là NH4 cộng luôn. Đây, NH4 hai lần CO3 đấy. NH4 này. Đó. Đúng không? Ghép hai gốc dương hay là viết NH4 hai lần. Ok. Thì các bạn ở đây, nếu mà công thức này chỉ có một công thức duy nhất thôi, đây có một công thức này, nó cộng với 2 NaOH này. Đó, thì các bạn sẽ thu được là muối Na2CO3 này cộng khí là khí NH3 ở đây, khí duy nhất cộng với nước, đó. Hai nước, cứ bao nhiêu NaOH là bấy nhiêu nước thôi nhé. Ok, và vì trong cái đề này này nó cho cái từ là hỗn hợp muối đúng không? À quên, hỗn hợp khí. Này nó có tên là hỗn hợp khí. Vậy thì nếu mà để thu được hỗn hợp khí thì công thức này là không được. Vì cái công thức này nếu mà cho tới dụng cái NaOH thì cũng thu được khí NH3 luôn chứ không thu được hỗn hợp khí, như vậy bắt buộc ta sẽ chọn trường hợp trên, trường hợp này thì nó mới thu được một cái khí khác nữa, đúng không? À, muối là CONa hai lần. Rồi cộng với khí là NH3. Khí là khí metinamin. À, cộng với nước đấy, thì cái từ hỗn hợp khí chúng ta phải chọn trường hợp trên. Rồi xong rồi chúng ta sẽ có hệ nó là giải bình thường thôi, đúng không? Bạn thay vào đây ít. Ít bond đây. Rồi thì cái này là ít này. Cái này là ít luôn, cái này cũng là ít luôn. À, khí này. À, cái này là y. Đây y mon. Yeah. Cái này là y. Mình tính cái này làm gì nhỉ? Đâu có tính cái này làm gì đâu. Rồi. Ok. Như vậy là dựa là hệ phương trình của chúng ta là tổng khối lượng của hai chất. Tổng khối lượng của hai chất và thêm số mol khí. Số mol khí chúng ta là có x cộng x này là 2x đúng không? Cộng ở dưới khí là y nữa bằng số mol khí, đề bài cho là 5,376. 5,376 5,376 bạn chia cho 22.4 ha. 0,24 mol. Rồi, tổng khối lượng hai chất là 13,2. Các bạn sẽ bấm M lớn của một chất giúp thầy các. 3 x 12 cộng 10 cộng 64 cộng 3 cộng 28. 138. 138 ít. Thì các bạn giải giúp thầy ít đi bao nhiêu nhá, nhanh nhanh lên. 96y bằng 13.2 này. X bằng y bằng 2 1 0,24 138 96 13.2. Ý, thầy bấm nhầm ở đâu nhỉ? Ố thầy ơi, hình như cái NH3 là 2y. NH3 đâu? Ừ, thầy nhầm đây rồi, đây là 2y nhỉ? Đây là 2y, xin sorry con. Hay là 2y. 2y, bấm lại giúp thầy cái, bao nhiêu con? Bấm lại giúp thầy. 2 2 0,4 138 96 13.2. Ừ, 0,04. 0,08. Đấy, sao? Vậy chúng ta đã biết được số mol của mỗi chất. Bây giờ đề bài yêu cầu gì? Lấy cái hỗn hợp đầu tác dụng với HCl thì thu được m gam các chất hữu cơ. Ok, m gam các chất hữu cơ đúng không? Thì mình cộng thôi, thì mình đã biết rõ công thức của nó rồi thì mình biết phải ứng với HCl thôi ha, con ha. Này. Chất đầu tiên là COONH4.
COONH3 CH3 mang cộng với HCl là cộng với 2HCl này, thì bạn sẽ thu được này. COOH hai lần đi để viết cho gọn ha. Cộng với NH4Cl cộng với CH3 NH3Cl. Rồi, là đầu tiên có số mol trong này là 0, không phải mấy nhỉ? Ít là 0,04 đúng không? Đấy, thì bạn sẽ biết hết những cái chất sau. Rồi, cái chất thứ hai là thầy viết gọn nhé. Chất thứ hai thầy viết gọn NH4 hai lần CO3. Cái chất này cũng sẽ cộng đối với 2HCl này, các bạn sẽ thu được muối là amoni clorua cộng với khí CO2 cộng với nước, thì cái này là học ở lớp 11 rồi. Thì bạn yêu cầu thì thu được các chất hữu cơ này. Chất hữu cơ thì đâu là chất hữu cơ, quay mình sẽ thi chất hữu cơ. Đây là chất hữu cơ này, đây là chất hữu cơ này đấy. Còn mấy cái dưới này không phải cái nào không có chất hữu cơ nào hết trơn, thì là khối lượng của chất hữu cơ thì bằng bằng đây, bằng cho có 0,04 nhân cho cái này là 90, rồi cộng cho 0,04 nhân như cái chất này là bao nhiêu nhỏ, metinamin là 31 cộng thêm 36,5 nữa, 67,5. Bạn phải nhanh nhanh vào nhé, mấy bài nhanh vào vì là nó nằm ở khúc cuối rồi nên thời gian chúng ta sẽ không còn nhiều, bạn phải xử lý cho nó chuẩn vào. Đấy, 6,3 gram. Khi mà lập hệ rồi nó kia là phải chính xác luôn nhé. Đấy. Chúng ta không có thời gian để chúng ta bọc lại đâu. Rồi, nhìn vào, nhìn kỹ vào. Dư, khi con nhấp vô cái bài giải chi tiết đó, xem giải con hiểu không? Hiểu được nhiều bài Cái nào? không? Cái này này, file này này. Thầy gửi link lên đấy không thấy à? Dạ đấy. Ủa, tụi con có hiểu coi web đó không? Khi thì con mà bấm vô á là con sẽ con thấy tất cả những cái chuyên đề nâng cao là thầy đều làm hết như vậy hả? Mai mốt thầy làm cả HNO3, bắt đầu lên HNO3 đây này. À, chúng ta đang giải cái phần này đây, chuyên đề muối amoni phần 1 này. Đây này thì các bạn có thể bấm vào đây, nếu mà bạn xem này, bấm vào xem ha. Bấm vào xem thì nó sẽ ra cái bài giải này, thầy trình bày này. Thì các bạn có thể hiểu được thì rất là ok luôn, đấy, thấy chưa? Đấy. Hiểu chưa? Đấy, từng cái pha như vậy nó sẽ có bạn thi sinh chưa? Vi thi môn sinh chưa con? Vi ơi, thi môn sinh chưa? Chưa à? Các bạn thi điểm cao quá trời này. Các bạn cao nhất giờ đang 9,25. 9,9 đúng không? Các bạn đang thấp nhất, bạn được 7,5. Lo làm đấy á. Bạn nào thi có về nó làm đi. Ừ. Đề toán thì cho các bạn cùng trả làm. Đề toán cũng nghiện khuyến quá trời, các bạn không vô làm này. Đề VIP quá trời luôn. Vô chiến đấu chứ. Lớp 12 luyện đề nhiều vào. Vì tối con làm xong con cho cái thầy cái địa chỉ email với cái pass của con nha, bên trang ai trắc nghiệm nha Vì. Ừ. À, tại tại thầy không có vô làm được nên thầy lấy của con, thầy lấy bảng xếp hạng, lấy bảng huy chương á nha. À, ok, mình còn chút xíu mà câu 6 nhé. Và câu 6 sao gì đó nhìn bình thường, câu 6 quá bình thường luôn, nhìn là đúng đúng phóc luôn, không chạy đi đâu được. Câu 6 đây, C2H10N2O3 đấy, nhìn thấy N2 nitơ và O3 thì bạn phải bấm K ngay, bấm K giúp thầy, thầy không hướng dẫn là công thức K nữa, bấm K bằng mấy, không hay trừ một, còn cái ông này là dạng một rồi, không chạy đi đâu đâu, ông này là dạng một gấp hai lần của dạng một. À, bấm ca cho thầy nào. Víu, nhanh.
cao bao nhiêu? Ơ nhanh lên lớp, cao bao nhiêu không? Dạ trừ 1. Trừ một, cao bằng trừ một, như vậy đó nó là muối carbonat, trừ một là muối carbonat. Thu được hỗn hợp hai khí đều hóa xanh quỳ tím ẩm. Rồi bây giờ ta sẽ viết ra với C2H10 O3N2 thì do mình bấm K bằng trừ 1 đấy, nên mình sẽ dự đoán nó là muối carbonat, như vậy có nghĩa là có một gốc CO3 này, 2 trừ. Mình dự đoán này nhé, có thể nó sẽ còn một số trường hợp khác nữa, nhưng mà bắt đầu là cái này cái đã. Thì đây còn một carbon, còn một carbon các bạn ghép ở đây là một cái nhóm là đấy, dương này, có một cái dương ở đây. Và bên đây bắt buộc là phải có NH4 cộng thôi, đúng không? Đó. Mà nếu là công thức này á, thì khi mà cộng với NaOH thì chúng ta sẽ thu được hai khí đó, đúng không? Từ chúng ta cái đấy đó. Chúng ta cái đấy đó cái đã. Rồi. Cái công thức thứ hai mà cái ông này có thể có, cái công thức thứ hai mà ông này có thể có này. Ở đâu có công thức thứ hai? Công này nó có thể công thức thứ hai. Đâu có công thức thứ hai là cái này muối carbonate rồi, có một cái đó duy nhất là nó viết phương trình luôn. À, ra muối Na2CO3 này cộng với metinamin khí nè, NH3 là một khí nữa và hai nước thì dọn bớt lên đây. Rồi, hai nước ha. Ok. Rồi. Còn với công thức là C2H8. C2H8N2O4 thì nó quá đơn giản rồi, tại vì bắt buộc O4 là vào một cái muối hai chức, mà cái muối hai chức là đã mất chiếm mất hai carbon rồi, còn đâu nữa. Đây là mất hai carbon. Mất hai carbon, chả còn carbon nào bên này, thì bên này bên bắt buộc phải gốc amoni cả, NH4 cộng NH4 cộng. À, nhìn quá rõ công thức này luôn, cộng với hai nào hết. Sẽ có được muối ngay. Ui giời, cái này không có trường hợp nào cơ, nhìn phát là ra luôn, không cần lập luận gì. Sao sao không cho, sao không cho m gam, à nó cho m gam, nó cho m gam hỗn hợp này và thu được m gam muối để mình lập cái hệ phương trình đó mà. Cái này là x này, muối là ít luôn, khí đây là ít, khí là ít, đây là y mon, muối dạng này là y, à, cái này là 2 y. Đó. Bây giờ phải coi nè, thì bài bảo chúng ta là cho m gam hỗn hợp các chất này mà thu được m gam muối, nghĩa là m m này nó phải như nhau đấy, các bạn phải suy ra nhá. M này bằng khối lượng hỗn hợp hai chất đầu ấy, bấm m lớn đi, hai nhân 110, cái kia 124 đúng rồi, trời, 2 x 12 cộng 8 cộng, các bạn bấm phụ thầy nha, lười quá à, 124 đúng rồi, 110 trừ cho 106 là 4 x, 4 x bằng 10 y, như vậy y sẽ bằng bao nhiêu x? 4 phần 10, 4 chia 10 là bao nhiêu? 0,4, 0,4 ít thôi. Vậy cái này bằng ít cộng cho 2 lần 0,4, 1,8. Đây là ít. Thay lại. Rồi, vậy cho coi ở trên là 1,8 luôn. Coi ở trên này là 1.8 luôn đó. Còn dưới này là 1. 1.8. 1. 1.8 nhân 17 cộng cho 31 chia 2.8 chia tiếp cho 2 11. Eo, bấm mở lớn xài không ạ? À, được chưa con? Hello. Vậy được nha, hiểu à, phải nhìn được đúng dạng của nó thì mới chiến đấu được, còn không nhìn được là không ok đâu.
và bốn cái dạng đó các bạn coi trong video, thì trình bày rất là lâu, nó mất thời gian lắm nhé, mà coi thì các bạn có thể hiểu được mà, các bạn cứ coi đi chứ. Rồi, thì hôm nay thầy sẽ gửi cái file hình qua ha.